Chào mừng các bạn đến với kênh youtube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Bổn vương ở đây. Tác giả, cửu lộ phi hương. Thể loại, ngôn tình huyền huyễn. Bổn vương ở đây. Cửu lộ phi hương. Phai gần. Bạch ngọc sách. Mở đầu. Tiếng sấm trầm thấp trên đám mây đen không khí càng nặng nề. ma quân có lệnh, bích thương vương lập tức theo chúng thuộc hạ hồi cung. mái tóc dài được buộc bằng một sợi dây vàng múa theo gió, vạt áo tung bay. nữ nhân được gọi là bích thương vương chậm rãi nói, bổn vương không về. trên bộ hắc bào bó sát người theo hình đoá mẫu đơn ngẩng cao đầu, giống hệt giọng điệu của nàng, có anh khí và tinh thần hiếm nữ nhân nào có. lệnh của ai cũng vô ích nếu vậy vương thượng đừng trách chúng thuộc hạ đắc tội nam nhân áo xám cầm đầu vung tay hai bóng người xông ra từ sau lưng hắn bảy thế chân vạc bao vây thẩm ly ở giữa dám cản bổn vương có gan lắm thẩm ly quắc mắt một cây trường thương màu bạc xoay trong lòng bàn tay mũi thương vạch một đường cong màu bạc sát khí tỏa ra khắp người chấn động vạt áo đến đây giao chiến nam nhân đi đầu liếc một trong hai người kia rõ ràng là có vài phần e sợ. Còn người đứng bên phải sau lưng thẩm ly lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, tung một đòn công kích mạnh mẽ, mặc phương không được kích động. Người đi đầu hét lớn, nhưng đâu còn kịp nữa. Thẩm ly nhíu mày, ngân thương trong tay không hề do dự mà đỡ đòn, chỉ nghe đinh, một tiếng, âm thanh giòn giã của binh khí chạm nhau mang theo pháp lực mãnh liệt chấn động tứ phương. Hai người còn lại nghiến răng, chỉ đành vung đao sông lên vây đánh thẩm ly ba người này ai cũng có thể được xưng là nhân vật hàng đầu của ma giới tuy đối địch với thẩm ly vẫn cảm thấy vất vả nhưng dù sao song quyền cũng không địch được tứ thủ thẩm ly lại không nhẫn tâm giết họ tuy pháp lực của nàng mạnh hơn ba người nhưng bị vây đánh khó tránh rơi vào thế hạ phong chỉ một lúc đã lộ ra sơ hở mặc phương không hề do dự mà vung kiếm đâm đến hướng ngay tim nàng một người hét lớn mặc phương không được làm hại tính mạng vương thượng mặc phương mặc kệ mũi kiếm xé rách y bào cắm vào da thịt lực đạo mạnh đến mức đẩy thân thể nàng ra khỏi vòng vây của ba người thẩm ly đại nộ tên tiểu tử ngươi giỏi lắm không hổ là binh tướng dưới tay ta ra tay độc ác lắm mặc phương không nói gì thân hình khẽ nghiêng về một góc hai người kia đều không thấy được chủ động đưa cổ vào đầu thương của thẩm ly máu tươi bắn vào không trung trong dòng máu ẩm ướt thẩm ly trợn to mắt không dám tin mà hỏi hắn làm gì vậy muốn hù chết bồn vương sao vương thượng mặc phương nhỏ giọng mặc phương chỉ có thể giúp cô đến đây thôi bảo trọng nói xong hắn dùng hết toàn lực đẩy thẩm ly một cái thanh kiếm cắm vào sát tim được rút ra trong dòng máu tươi phun ra thân hình nàng lập tức ngã xuống khỏi đám mây còn mặc phương bị thương nặng cũng được hai người kia đón lấy không biết hắn nói gì với họ ba người lắc mình biến mất trong tiếng sấm vang chớp giật, thẩm ly hiểu ra, thì ra mặc Phương đang giúp nàng. Có lẽ hắn biết, lúc này nàng thà chết cũng không về địa cung ma giới. Hào tiểu tư, thật không hổ là binh tướng dưới tay nàng, nghĩa khí lắm. Chương 1 Mây đen bỗng như muốn xô đổ cả thành, trong mây tiếng sấm rền vang, người trong thành trấn đều trốn không ra khỏi cửa, chỉ có chủ nhân của một hộ bình thường ở thành Tây lại đẩy cửa sân sau, hàng rào trúc và dây leo trong sân bị gió kéo phát ra âm thanh sột soạt, tóc hắn và vạt áo cũng theo gió mà tung bay như lá trúc. Thời tiết, trở nên tệ rồi, khóe môi cong lên, hắn ngẩng mặt lên trời, thấy trong mây đen có một đốm sáng bạc từ từ rơi xuống rồi biến mất trong rừng núi ngoài thành, có biến số. Ngày thứ hai, hành vân mặc áo xanh quần trắng đi ngang qua phố chợ náo nhiệt. Trong âm thanh huyên áo dường như có một giọng nói đang gọi hắn khiến hắn bất giác dừng bước. Bán gà đây, gà béo đây. Giọng người bán hàng rong sang sảng lọt vào tai, chân hắn xoay về hướng đó. Trong lồng gà, mười mấy con gà đang chen chúc, bên trong có một con gà trụi lông trông vô cùng bắt mắt. Có điều tinh thần nó xem ra hình như không tốt lắm, cúi đầu cụp mắt như sắp chết đến nơi. Hành Vân nhìn chằm chằm nó một hồi rồi cười nói, ta muốn con này. Người bán hàng rong đáp lời, hai con gà này xấu quá nếu muốn thì tôi tính rẻ cho ngài một chút không cần hành vân lấy tiền để vào trong tay người bán hàng nó đáng giá này mua rẻ thì nó sẽ không vui đâu gà mà biết giận sao người bán hàng gãi đầu nhìn hắn đi xa quay đầu lại xòe tay ra nhìn ngẩn ra một hồi rồi bỗng nhiên hét lớn ê công tử tiền ngài đưa không đủ mua con gà đó ê công tử kia Ê! Này! Ai ra? Tên khốn kiếp kia đứng lại cho lão tử. Người đưa thiếu tiền rồi. Còn hành vân thì đã mất dạng từ lâu. Thế giới hỗn độn một mảng, thẩm ly mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một đại hán cao to dâu ria đầy mặt đi về phía mình. Hắn không hề khách sáo mà sách nàng lên cười gian một tiếng. Cái tên gan to bằng trời kia. Thả bổn vương ra. Da thịt đau rát, nàng liều mình dãy dụa dùng hết sức lực muốn trốn chạy nhưng quá hơi nhược nên vẫn bị người ta tóm chặt cánh tay từ phía sau trói hai chân lại sau đó lột sạch lông vũ toàn thân đồ khốn kiếp có gan thì cởi trói quyết chiến một phen nàng nhất định đâm mù đôi mắt chó của phàm nhân nông cạn này ác mộng bừng tỉnh thẩm lý nặng nề hít thở một lúc sau nàng mới từ từ ngẩng đầu trên bãi cỏ nhìn trái nhìn phải hình như đây là sân sau của một nhà nào đó Dùng đá xếp thành một cái hồ nhỏ, có giàn nho vừa mới đâm chồi, dưới giàn nho còn có một cái ghế lắc bằng trúc, trên ghế có một nam nhân đang nằm lười nhác, không phải là người đi săn cơ bắp đầy mình, cũng không phải là tên bán gà vẻ mặt gian ác, mà là một nam nhân trắng trẻo áo xanh quần trắng, hắn nhắm mắt mặc cho ánh nắng xuyên qua giàn nho rơi xuống thân mình. Thẩm Ly lập tức ngẩn ra, cho dù từng gặp không ít mỹ nam tử, nhưng người có khí chất xuất trần như vậy cho dù là thần tiên ở thiên giới cũng không có mấy ai thẩm ly đảo mắt bây giờ không có thời gian để chìm đắm trong mỹ sắc thẩm ly biết nếu nàng ở một nơi nào đó lâu quá thì nhất định sẽ bị phát hiện nàng phải nhanh chóng rời đi a à, dậy rồi à thẩm ly còn chưa đứng dậy đã nghe nam nhân kia cất giọng nói khàn khàn mới tỉnh ngủ ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ thẩm ly quay đầu nhìn hắn chỉ thấy nam nhân kia đang ngồi trên ghế lắc thân hình không hề dịch chuyển, nhìn nàng cười, tiện tay vứt miếng bánh bao trong tay về phía nàng, sau đó miệng phát ra tiếng gọi gà nho nhỏ, cục cục tác. Gọi, gọi gà. Thẩm ly lập tức cứng người, nguyên thân của nàng tuy là phụng hoàng, nhưng từ khi sinh ra đã là hình người, lại còn ngậm thượng cổ thần vật bích hải thương châu mà sinh ra, từ nhỏ đã rất được chú ý. Lúc nàng 500 tuổi, sau khi lần đầu lập chiến công, Ma quân Bèn Phong Nàng là Bích Thương Vương, từ đó về sau càng thêm vinh quang vô thượng, khắp ma giới không ai dám khinh khi nàng một câu, nay. Nay nhất bá của ma giới lại bị một phàm nhân coi là gia cầm mà đùa cợt. Đúng là sỉ nhục vô cùng. Thẩm Ly nghiến răng cố sức muốn đứng dậy, nhưng nàng không ngờ một kiếm đâm vào tim của Mặc Phương lại lợi hại như vậy, khiến nàng đến bây giờ cũng không thể nào động đậy. Nàng nằm trên mặt đất co giật một hồi, vừa phẫn hận lại vừa bất lực, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn lên, nam nhân đó cong cong đôi mắt, lại vẫy tay với nàng, gà lại đây nào. Lại đây cái đầu ngươi. Thẩm ly bạo nộ, liều mình lết về phía trước, loạn choạng đứng dậy, nhưng nhào tới chưa được một xích lại ngã sóng xoài trên mặt đất, vừa hay chọc mỏ vào miếng bánh bao. Đừng vội đừng vội, ở đây vẫn còn. Nam nhân nói xong, vào nhà lấy ra một cái bánh bao to ngồi xổm xuống đưa đến trước mặt nàng cười ôn hòa nè ai cần ngươi bố thí chứ thẩm lý hận đến nghiến răng nhưng tình thế bức bách nàng chỉ đành nhắm mắt dùng mỏ chọc một cái lỗ trên mặt đất nhét đầu mình vào trong hận không thể chôn sống mình ở đây cho xong nam nhân nhìn cái đầu chọc lóc của nàng khóe môi cong lên cười nói không ăn hả vậy đi tắm trước nhé nói xong hắn bóp đôi cánh nàng xách lên đi về phía hồ nước Ý, khoan đã, tình huống gì đây? Tắm, ai nói là muốn tắm hả? Đồ khốn kiếp, thả bổn vương ra. Chờ bổn vương về ma giới rồi nhất định cho người chu di trên dưới 90 tộc của ngươi. Chỉ cần ngươi dám động vào một cọng lông của bổn vương. Một cọng lông, thẩm ly ngẩn ra nhìn bóng mình trong hồ nước. Thật là một cọng lông cũng không còn. Hôm qua nàng bị mặc phương đâm một kiếm hiện nguyên hình rơi xuống núi, bị người đi săn nhặt được. Nàng biết lông vàng rực rỡ toàn thân đã bị người ta nhổ đi, nhưng vạn lần không ngờ là đám thợ săn thô lỗ kia lại lanh tay lẹ mắt một cách quá đáng như vậy. Đây rõ ràng là đã đem nàng nhúng vào trong nước sôi. Trên người nàng một cọng lông cũng không còn. Một cọng cũng không còn nữa rồi. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Thẩm ly khóc không ra nước mắt, nàng hoang mang nhớ lại lúc trước còn cười một văn thần trong chiều bị rụng tóc. Lúc đó nàng hồ đồ, không hiểu tại sao hắn lại khóc. Bây giờ thật là hận không thể đâm mình của lúc đó thùng như một cái rổ. Tại nàng áp mồm nên bây giờ bị báo ứng rồi. Tắm đi. Còn chưa chờ thẩm ly bình phẩm tạo hình của mình thì nam nhân đột nhiên buông tay, vứt thẳng nàng vào trong hồ. Vừa rơi xuống thẩm ly đã sặc mấy ngụm nước, khát vọng sinh tồn khiến hai cái cánh trụi lông của nàng không ngừng quẫy đạp. Nam nhân vốn đang cười nàng nhát gan, nhưng thấy thẩm ly quẫy đạp kịch liệt, hắn nhíu mày khổ não hỏi, ủa, ngươi không biết bơi à? Gà nhà ngươi có biết bơi không? Rốt cuộc là ngươi có thưởng thức không vậy hả? Thân mang trọng thương, không còn pháp lực, chỉ quẫy đạp một hồi mà nàng đã không chịu nổi nữa. Lúc nàng tưởng hôm nay sắp bị một phàm nhân đùa cợt mà chết thì một cây xào trúc quét qua vớt nàng lên đặt bên hồ. Nam nhân khom người ấn ấn lồng ngực trụi lủi của nàng. Tiếp tục hít thở, không được đoạn khí, như vậy là ngươi có thể sống lại rồi. Thân thể ướt như chuột lột không kìm được mà co giật, trước lúc hôn mê, thẩm ly chừng mắt nhìn hắn, cái tên này đang cố ý giải vò nàng phải không? Tuyệt đối là cố ý mà. Nhíu mắt nhìn thẩm lý ngất xỉu, hắn chỉ cười nhạt, chọc chọc vào cái đầu chọc lóc của nàng, làm người phải biết lịch sự, ta tên Hành Vân, không phải là tên này gì đâu. Chương 2 Lúc thẩm ly tỉnh lại đã là sáng hôm sau, trong ánh nắng sớm, nàng vừa hay nhìn thấy người đó đang bỏ bên hồ ngắt bánh bao cho cá ăn. Hình như hắn rất thích hồ cá này, tay áo nhúng vào trong nước cũng không hề hay biết, gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh sáng ngược lại có vài phần thần thánh khó tả. Thần thánh? Một người phàm sao? Ký ức bị hắn giày vò cuồn cuộn dâng trào, thẩm ly cố sức chớp chớp, vứt bỏ sự đắm đuối thay bằng ánh mắt đề phòng có lẽ ánh mắt nàng quá sức nóng bỏng, Hành Vân lập tức quay đầu nhìn nàng nhàn nhạt, nhạt nói ta tên Hành Vân. Giống như cố ý cường điệu vậy. Thẩm Ly ngẩn ra, nhưng thấy Hành Vân phủi áo đứng dậy, vừa đấm đấm đôi chân tê mỏi, vừa lẩm bẩm nói à, phải uống thuốc rồi. Sau đó khập khiễng đi vào trong nhà, tư thế có chút hoạt kê. Thẩm Ly cảm thấy chắc chắn là mắt nàng có vấn đề gì rồi, loại người này làm gì có thần thánh ở đâu ra hắn rõ ràng là vô cùng bình thường. Không thèm tiếp tục hao phí tâm tư cho một người phàm, thẩm ly lúc lắc đầu thử đứng dậy, nàng vốn nghĩ theo thương thế hôm qua mà nói thì bây giờ nhất định không đứng dậy nổi, nhưng vừa thử lại phát hiện sau lần quẫy đạp hôm qua, thể lực lại hồi phục nhanh hơn bình thường một chút. Thẩm ly không nghĩ kỹ, bèn thăm dò hơi thở trong người, nàng thất vọng thở dài, quả nhiên pháp lực không thể nào khôi phục nhanh vậy được. Như vậy cũng tốt, người của ma giới tạm thời không thể dò ra được hơi thở của nàng. Nhưng với thủ đoạn lôi đình của Ma Quân, tìm ra nàng chỉ là chuyện sớm muộn, đến lúc đó nếu nàng vẫn chưa khôi phục pháp lực. Cục cục tác, lại đây. Thẩm Ly đang nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng gọi sau lưng, nàng tức giận quay đầu, thấy nam nhân áo xanh quần trắng kia đang ngồi trên thềm đá, đưa cho nàng một cái bánh bao to, ăn cơm đi. Thẩm Ly hừ lạnh trong lòng quay đầu mặc kệ, nhưng hoang mang nhớ lại tội nàng phải chịu hôm qua, hình như là do không chịu ăn cơm, mà ra. Nàng cứng người, suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành nghiến răng, dương cao cổ kiêu ngạo đi về phía trước mặt nam nhân kia một cách không tình nguyện. Ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt phát ra trên người hắn, lúc này thẩm ly mới nhìn kỹ hành vân, thấy môi hắn dường như có sắc đen, bọng mắt cũng hơi thâm, là tướng đoàn thọ. Tốt quá! thẩm ly thầm nghĩ phàm nhân này tuy nhìn thấy bộ dạng xấu xí của nàng nhưng may là hắn đoàn mệnh chờ sau khi chết đi vào luân hồi sẽ quên hết tất cả nàng vẫn là bích thương vương trói lọi không có vết nhơ nào nghĩ vậy lòng nàng giãn ra đưa cổ mổ lấy một miếng bánh bao thức ăn mềm mềm khiến đôi mắt thẩm ly lập tức sáng lên bánh bánh bao này nó ngon một cách bất thường chưa chờ nam nhân phản ứng lại thì thẩm ly đã há to mỏ giật lấy cái bánh bao đặt trên một hòn đá xanh ngùm ngoám nuốt chừng. Ma tộc không như đám thần tiên không cần ăn uống cũng không chết trên trời, họ cũng cần thức ăn như người, nhưng thẩm ly xưa nay chỉ ăn mặn, không ngó ngàng đến một chút đồ chay nào, có thể khiến nàng ăn bánh bao này thật không dễ. Mổ sạch sẽ cái bánh bao, lúc này thẩm ly mới ngẩng đầu lên nhìn hành vân. Thấy người bên cạnh đang chống cằm, ánh mắt dịu dàng, như cười như không nhìn nàng, thật ra đây vốn là ánh mắt nhìn sùng vật vô cùng bình thường, nhưng thẩm đi nhất thời bất cẩn, bị ánh mắt bình thường kia nhìn đến mức tim giật thót, nàng hơi mất tự nhiên ngoảnh đầu đi. Các văn thần ở ma giới sợ nàng, võ tướng kính nàng, nam nhân khác cách nàng ba bước đã bắt đầu run rẩy ai mà dám nhìn nàng như vậy. Nhưng tim chỉ đập trong một khắc, thẩm đi dù sao cũng là một vương gia quen với mưa gió. Nàng tức tốc rút cái rằm cắm trong tim ra, hủy diệt nó một cách bất nhân rồi dùng cánh gà trụi lủi không hề khách sáo mà vỗ vỗ vào đầu gối hành vân, lại dùng cái mỏ chọc chọc lên chỗ cái bánh bao vừa ăn hết. Hà, muốn một cái nữa à? Hành vân cười, hết rồi, hôm nay chỉ làm chừng đó thôi. Nói xong hắn đứng dậy đi vào nhà, thẩm ly ngẩn ra, vội vã theo hắn vào trong. Thật là hỗn xược, dám dùng một cái bánh bao để đuổi nàng đi có nói gì nàng cũng phải lấy hai cái nàng đuổi theo hành vân nhưng bây giờ thể lực nàng không đủ chỉ bò qua bục cửa thôi đã không ngừng thở dốc đành trơ mắt nhìn hành vân sách một cái túi đi về trước nhà đẩy cửa rời đi chỉ để lại một câu nhàn nhạt, nhạt cục cục tác trong nhà nhé ta bán thân xong sẽ về khốn kiếp dám sai bảo nàng như chó giữ nhà không đúng khoan đã nàng ngạc nhiên nhìn theo bóng nam nhân mất hút ngoài cửa vừa rồi hắn nói bán. Cái gì? Thẩm ly bò trên đất xem xét bên trong ngôi nhà một lượt, người này sống không giàu có mà cũng không nghèo khổ lắm. Hắn đường đường là một nam nhân mình cao bảy xích, chân tay lành lặn, có gì không thể mà làm lại đi. À, đúng rồi, nói không chừng người ta lại thích cái này. Thẩm ly hiểu ra, nhưng nhìn sắc trời bên ngoài bất giác nhíu mày, cái nghề này ban ngày cũng làm được sao? Thôi đi, nói không chừng người ta thích thì sao nàng cũng chỉ ở đây dưỡng thương mấy ngày thôi kệ hắn đi thẩm ly gác đầu lên bục cửa sân sau nghỉ ngơi ánh nắng trong sân dần dần nghiêng thành góc chiều trong tay luôn có âm thanh của những chiếc lá non trên giàn nho bị gió thổi lay động những ngày tháng thoải mái như vậy đã lâu không thấy nhất thời thẩm ly hơi chìm đắm những chuyện phức tạp trong đầu dường như đều biến mất hết trong lúc nàng sắp ngủ thiếp đi một tiếng động khe khẽ truyền tới người chinh chiến xa trường nhiều đều rất mẫn cảm thẩm ly bừng mở mắt đôi mắt lạnh lùng nhìn về hướng âm thanh truyền đến chỉ thấy một thiếu nữ áo vải từ ngoài tường thò đầu vào nhìn trái nhìn phải động tác vụng về bò lên tường nhưng lên được trên tường rồi nàng ta lại không biết làm sao để xuống cuối cùng vì nóng vội nên cả người nặng nề ngã xuống ngã thật đau thẩm ly thầm nghĩ ngốc như vậy mà còn làm kẻ trộm chưa trộm được đồ gì thì đã bị trêu đùa chết trước rồi cô nương kia phủi mông đứng dậy, đi thẳng vào trong nhà, thẩm ly âm thầm lui vào góc tối, nhưng thấy thiếu nữ áo vải kia tìm trổi và rẻ lao, âm thầm nhanh nhẹn quét tước trong nhà. Sau khi dọn dẹp xong, nàng ta lại bắt đầu lau bàn, nhưng đang lau thì nước mắt nàng ta bắt đầu rơi lã chã, cuối cùng úp mặt xuống bàn khóc òa lên. Thẩm Ly cố hết sức mới có thể nghe được trong miệng nàng ta thổn thức những lời như là không gặp được nữa rồi. Gì đó, hình như cô nương này thích hành vân. Thẩm Ly đang thầm suy nghĩ, nhưng thấy cô nương kia khóc đủ rồi, dùng rẻ lau hết nước mắt của mình trên bàn, quay người định đi. Vào lúc này, Thẩm Ly quá chuyên tâm xem xét nàng ta nên không kịp tìm chỗ trốn đi, hai người đối mặt, nhìn nhau một hồi lâu, Thẩm Ly vốn nghĩ bây giờ mình đã bị đánh về nguyên hình rồi, chắc sẽ không dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết, nào ngờ cô nương kia xông thẳng về phía nàng, lẩm bẩm nói: "Hành Vân ca thật là gà vặt lông rồi sao còn thả chạy ra ngoài vậy phải mau chóng đem hầm mới được nàng ta chùi nước mắt coi như là một bữa cơm cáo biệt với huynh vậy làm cái đầu ngươi đó ai cần ngươi lo chuyện bao đồng hả thẩm ly nghe vậy cả kinh bây giờ nàng không hề có pháp lực nếu đem bỏ vào nồi hầm thật thì lớn chuyện rồi nàng xoay người chạy ra khỏi nhà cô nương kia cũng không chịu yếu thế nhấc chân đuổi theo ngay ai ra chạy dơ hết thì khó rửa lắm. Lúc này thẩm ly thật hận không thể chết phân đầy mình, nàng thà bẩn đến chết còn hơn. Thẩm ly thể lực không đủ, may là cô nương kia cũng khá vụng về, nàng nhờ một ít kỹ xảo chiến đấu mà trốn được vài lần đoạt mệnh thủ hung hiểm. Nhưng hai móng dù sao cũng không bằng hai chân, thấy cô nương phía sau đuổi theo đến xì khói, sắp nổi cơn lôi đình. Thẩm ly quạt cánh muốn bay lên, nhưng đôi cánh trụi lông kia ngoài việc khiến nàng chạy trốn càng khó khăn hơn thì vốn chẳng có tác dụng gì thẩm ly cũng chuẩn bị tinh thần để chui lỗ chó rồi nhưng sân nhà hành vân quá chắc chắn ở chân tường đừng nói là lỗ ngay cả một khe hở cũng không có nàng chưa bao giờ cảm thấy bất lực bi thương và tuyệt vọng đến vậy nàng phát thể huyết thể nếu hôm nay nàng trở thành gà hầm nàng nhất định phải biến thành lệ quỷ giết lên cửu thập cửu trùng thiên phun máu đầy người đế quân kia nếu không phải vì mối hôn sự đó thì làm sao nàng lại ra nông nỗi này lời trong đầu còn chưa nghĩ xong thì đôi cánh đau nhói cô nương áo vải dùng sức sách mạnh thẩm ly lên đôi tay giữ chặt lấy cánh nàng mặc cho hai chân thẩm ly dãy rụa thế nào cũng không buông ra hừ con gà hoang này xem ta giải quyết ngươi thế nào cô nương kia bắt thẩm ly đi vào nhà bếp thẩm ly dãy rụa đến mức sắp gãy xương Lúc bị đặt trên thớt, Thẩm Ly hoang mang nhớ lại lúc nàng đâm thương về phía kẻ địch trên chiến trường, thì ra. Kẻ yếu có cảm nhận thế này đây. "Ơ, ờ, đang làm gì vậy?" Lúc này, một giọng nói bình thản của nam nhân xuất hiện một cách không thích hợp. Thẩm Ly vô thức quay đầu, ở ranh giới sinh tử, nam nhân áo xanh quần trắng đang dựa vào cửa, ánh sáng sau lưng hắn tựa như một vầng hào quang từ bi, con dao rơi xuống trước mặt Thẩm Ly cắm vào trong thớt cắt ngang tầm nhìn của nàng. Cô nương áo vải vừa rồi tư thế vô cùng hung hãn, lúc này hai tay đặt sau lưng, ngượng ngùng đỏ mặt, hành vân ca. Muội, à, muội vốn muốn đến thăm huynh. Con gà này vặt lông rồi, không hầm nữa thì nó sẽ chết, lúc đó không còn ngon đâu. Ngay cả co giật thẩm ly cũng không còn sức, nàng nằm trên thớt như chết rồi. Con này không thể hầm. Vừa dứt lời, Thẩm Ly được ôm vào một vòng tay ấm áp, mùi thuốc nhàn nhạt tràn ngập hốc mũi nàng. Nàng bỗng cảm thấy mùi vị này thật thơm vô cùng. A, à, ê, xin lỗi, muội không biết. Muội chỉ muốn để lại cho huynh thứ gì đó trước khi đi. Ngón tay sau lưng của cô nương áo vải xoắn lại, mắt khẽ đỏ. Ngày mai muội phải theo cha mẹ xuống phía nam kinh doanh rồi, có thể, có thể không bao giờ quay về nữa. Sau này không gặp được Hành Vân Ca nữa. Ồ, ngày thường ta cũng đâu có gặp cô. Giọng hành vân bình thản, mắt cô nương áo vải đã đẫm lệ, má cũng đỏ như trong mắt, không phải. Ngày nào muội cũng có thể nhìn thấy huynh. Mỗi ngày đều có thể len lén nhìn thấy. Giọng nàng ta run lên, khiến thẩm ly nghe thấy cũng không nỡ trách nàng ta điều gì, chẳng qua là một cô nương si tình thôi. Hai, vậy thì chết thật, ta lại chẳng thấy cô lần nào cả, một lần cũng không thẩm ly kinh hãi há miệng, á khẩu cứng họng những lúc như vậy mà nam nhân này còn nói những lời này, còn cố ý cường điệu thêm một lần, người có đại thù với cô ta sao? Cô nương kia quả nhiên tái mặt, chỉ thấy hành vân vẫn nở nụ cười như thường, cô đến đòi quà tiễn biệt à? Ồ, ta cũng không có gì tặng cô hết, nếu cô không chê. Không cần, cô nương vội nói, không cần đâu. Nàng ta ôm ngực, thần sắc ảm đạm, loạn choạng bước đi. Hành vân vẫy vẫy tay, đi từ từ nhé. Tiếp đó hắn không hề lưu luyến mà quay người, vứt thẩm ly xuống rồi bắt đầu vừa lục loại nồi niêu song chảo, vừa sắn tay áo nói, nấu cơm thôi. Thẩm ly bò trên đất, nhìn cô nương kia đi đến cửa vẫn quyến luyến quay đầu nhìn lại, cuối cùng đành lau nước mắt nước mũi, cúi đầu rời đi. Thẩm ly thở dài, cô nương này đúng là hơi ngốc một chút, tính tình cũng quá cố chấp, nhưng lòng thì lại rất thủy chung sao lại đi thích một nam nhân buôn bán xác thịt mà không hiểu phong tình như vậy chứ? Tiếng lục lọi nồi niêu song chảo dừng lại, hà? Buôn bán cái gì? Chẳng phải là vừa bán thân về sao, còn có thể buôn bán cái gì nữa? Trong lòng thẩm ly vừa đáp xong, phát giác có điều không đúng, nàng lập tức quay đầu lại nhìn, hành vân cũng đang nhíu mày nhìn nàng, thẩm ly kinh ngạc, hắn. Hắn đang nói chuyện với nàng. Ai ra? hành vân ngẩn ra rồi lập tức bật cười nhất thời không chú ý bị ngươi biết được rồi hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt thẩm ly ta bán thân thì sao thẩm ly nào còn tâm trạng để ý đến hắn nàng chỉ ngạc nhiên nói hắn thật đang nói chuyện với nàng thẩm ly hoảng sợ toàn thân co giật cái tên này ngay từ lúc bắt đầu đã có thể đọc được tiếng lòng của nàng rồi sao hay là từ lúc bắt đầu hắn đã biết nàng không phải là người vậy thật ra hắn đang trêu đùa nàng đúng không không sai hành vân híp mắt cười đang trêu đùa ngươi đó thẩm ly chấn động toàn thân đối diện với sự khiêu khích ngang nhiên như vậy nhất thời nàng ngẩn ra còn nữa ta tên hành vân gọi tên ta cho tử tế vào với lại ta bán thân thì làm sao bán bán thân thì làm sao trêu đùa nàng thì làm sao cái tên này đã ăn hết trinh tháo tiết tháo rồi sao mà có thể điểm nhiên nói ra những lời như vậy. Yêu nghiệt phương nào đây? Chẳng qua là bán thân, trêu đùa ngươi thôi, có phải là chuyện cùng hung cực ác gì đâu. Hành vân làm như không có gì xảy ra, được rồi được rồi, lần sau không để ngươi phát giác là được rồi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng chọc chọc lên đầu thẩm ly rồi đứng dậy tiếp tục nấu cơm. Thẩm ly dùng hết sức lực bò ra khỏi nhà bếp, người này quá nguy hiểm rồi, nàng phải tìm một nơi khác dưỡng thương, nếu không thì cứ dưỡng kiểu này không chết cũng không được rồi. Nhưng bất lực là hiện giờ thể lực của thẩm ly cạn kiệt, lại phí sức bỏ lâu như vậy, chỉ bỏ đến trước cửa sân thôi thì toàn thân đã dã rời, cửa lớn gần trong gang tắc nhưng nàng có làm thế nào cũng không thể đến được, ánh hoàng hôn ảm đạm chiếu trên đôi vai trụi lủi của nàng. Chỉ nghe hành vân gọi to, ăn cơm thôi. Sau đó nàng bị sách về sân sau đặt trước một chén cơm trộn. Thôi vậy, ăn no trước rồi tính. Đêm nay ánh trăng mênh mang, dường như thẩm ly mơ một giấc mộng, nàng khôi phục hình người nằm dưới giàn nho, hàn khí theo ánh trăng xuyên vào da thịt, nàng không nhịn được mà ôm lấy cánh tay trần trụi của mình. Lúc này một tấm thảm mỏng như từ trên trời rơi xuống, đắp lên người nàng, hơi ấm và mùi thuốc nhàn nhạt phủ xuống khiến nàng không nhịn được mà nhếch khóe môi, nàng giật lấy góc chăn cuộn lại, rơi vào trong mộng cảnh sâu thẳm. Ừ, đắp chăn giúp thẩm ly, hành vân ngồi bên cạnh nàng, đưa tay giật giật mấy sợi tóc đen bị xóa ra trên mặt đất, cười nói, tóc cũng rậm rạp nhỉ. Ánh mắt dịch xuống, dừng lại trên ngũ quan của nàng, xem xét tỉ mỉ, dung mạo coi như cũng xinh đẹp, một cô nương không tệ. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.